ra tới Hà Nội mà không ăn ngan trái tỏi là một thiếu sót rất là lớn luôn đó nha. Nhưng mà trước khi đi ăn thì gia đình Hoa phải check in khách sạn và nhận phòng trước cái đã nè. Do là em dâu Hoa nó đặt phòng gấp nên là cũng không có nhiều sự lựa chọn cái phòng này nó nhỏ xíu xíu à. Nhưng mà được cái là đầy đủ tiện nghi có cả cách sắt và tủ lạnh mini luôn đó mọi người. Thu thật với mọi người là ba ngày ở trên Sa là Hoa không có tắm luôn á. Ở trên đó trời lạnh không có bị đổ mồ hôi nên là thành ra cũng lười tắm luôn. Về tới Hà Nội thì thời tiết nó ấm hơn rồi nên là tắm thoải mái luôn. Hơn 10 giờ đêm gia đình Hoa mới tắm rửa thay đồ xong rồi mới rủ nhau đi ăn nè. Cái quán ngan cháy tỏi mà gia đình Hoa ăn là quán gốc cũ lâu năm đầu tiên. Quán này là hai đứa em Hoa nó livestream họ mọi người là ăn ngan trái tỏi ở đâu ngon thì mọi người chỉ ra đây, chứ đây là lần đầu tiên hoàn đặt chân ra Hà Nội nên là Hoa cũng không biết quán nào ngon để ăn hết nè. Lúc đi là gia đình Hoa đi từ Hà Nội ra Sapa là vào buổi tối. Khuya khuya tầm khoảng 11 giờ thì sáng hôm sau 5 giờ sáng là tới nơi. Lên xe thì mọi người đều ngủ hết nên là cảm giác nó nhanh lắm. Nhưng mà lúc từ Sa Pa về Hà Nội thì đi vào ban ngày. Mấy chị em không có ngủ được nhiều nên là cảm giác cái chặng đường từ Sa Pa về Hà Nội nó xa hơn rất là nhiều luôn đó mọi người. Gia đình Hoa đi Sa Pa vào cuối năm nên là cái thời tiết nó hơi lạnh nhưng mà phải công nhận là ở Sa Pa có nhiều nơi để khám phá lắm luôn á. Theo như kế hoạch ban đầu là gia đình Hoa sẽ đi Sa Pa rồi quay trở về Hà Nội xong rồi về Hà Nam để thăm ông bà nội của Hoa. Tiếp đó là sẽ ra Hải Phòng để thăm dì của Hoa rồi mới quay trở lại vào Nam. Nhưng mà do thời tiết mùa này ở Sa Sapa lạnh quá, vì không có quen nên là con bị bệnh luôn. Thế là gia đình Hoa lại hoãn lại cái kế hoạch ban đầu chỉ cho em Ivy ra Hà Nội nghỉ ngơi một đêm thôi xong rồi hôm sau quay trở lại vào Nam. Tất cả cũng là vì con mà con bệnh thì làm sao mà ba mẹ đi chơi vui được đúng không mọi người? Hẹn mọi người nếu có dịp ra Hà Nội thì Hoa sẽ quay vlog thật là nhiều cho mọi người xem nè. Vậy cho nên là vlog ở Hà Nội sẽ kết thúc tại đây nha.